Nội dung xin chào khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Nạn nhân da đen bị cảnh sát Sacramento bắn tới 7 phát từ phía sau. Tìm thấy một phụ nữ chết trong nhà, tài xế mới cán chết người. Và vé trúng động đắc Mega Million hơn 500 triệu đô la được bán tại New Jersey. Vé số 6 tối ngày hôm qua. Thưa quý vị, ngày hôm qua trong cuộc họp báo, trong cái vụ mà thanh niên da đen Stephen Clark bị bắn chết hôm 18 tháng 3 ở Sacramento mà xảy ra biểu tình trong những ngày qua, thì gia đình nạn nhân đã mướn một gọi là chuyên gia giảo nghiệm. Ông này là bác sĩ Bennett O'Malu, ông này từng làm cho San Joaquin County. Và sau khi giảo nghiệm thì ngày hôm qua cũng đã có cuộc họp báo với luật sư gia đình, cho thấy kết quả hoàn toàn ngược với những gì cảnh sát nói. Và theo những bác sĩ này, ông trình bày nạn nhân bị bắn tổng cộng 20 phát, thì trong đó có 7 phát bị bắn từ phía sau, 7 phát từ phía sau, 4-5 phát từ bên hông và không có phát nào phía trước. Và theo như luật sư gia đình kết luận sau những cái vụ này, và phải mất từ 3 đến 10 phút để cái anh này bị chết. Tức là qua cái giảo nghiệm, người ta cho biết luôn, cảnh sát sau khi bắn 5 phút sau mới bắt đầu là hô hấp nhân tạo cho anh này, để anh này chết trong 5 phút. Đó là theo tố cáo của luật sư gia đình. Thì thưa quý vị, qua cái kết quả giám nghiệm này thì luật sư gia đình của anh Clark mới cho biết rằng là như vậy, anh Clark hoàn toàn không phải là đe dọa đối với cảnh sát, tức bị bắn từ phía sau chứ không phải từ phía trước, ngược với những gì cảnh sát nói là cảnh sát bị tấn công. Sự việc xảy ra vào đêm 18 tháng 3, tối 18 tháng 3. Sau khi cảnh sát nghe báo cáo có người đập bể cửa kiếng nhà ta, thì 2 cảnh sát viên mới chạy đến, thì thấy anh Stephen Clark mới chạy vào nhà bà nội của mình. Cái đó thì họ mới bắn anh. Họ la tiếng là gân tôi có súng, tôi bắn 20 phát, bắn chết. Sau đó cảnh sát biết là anh chỉ cầm cái cell phone mà thôi. Và vụ này gây ra một làn sóng bạo động, biểu tình trong một tuần qua ở tại Sacramento. Hàng trăm người xuống đường chặn Freeway 5, rồi họ chặn luôn cả những người đi vào coi cái trận basketball giữa đội Sacramento Kings với lại 2 đội khác nữa. Họ chặn luôn, làm cho trận đấu bị gián đoạn. Và bây giờ đội Sacramento Kings đứng ra cũng ủng hộ cái gia đình này, và họ đã lập một cái quỹ để mà giúp 2 đứa con của anh này đi học. Có như anh này để lại một vợ và 2 con. Và cảnh sát bị tố cáo là bao che vụ này, và gia đình đã mướn luật sư và chuẩn bị kiện. Thì ông thị trưởng Stenberg ủng hộ là bây giờ phải điều tra, và thống đốc Jerry Brown cũng ủng hộ cái quyết định của bộ trưởng tư pháp là ông Xavier Beresa là phải điều tra vụ này xem như thế nào. Là 2 cảnh sát viên này vì sao bắn người ta tới 20 phát mà người ta chỉ cầm có cell phone mà thôi. Ngày hôm kia trong cái đám tang của anh Stephen Clark này, thì ông mục sư El Shepton chủ trì có nói là chúng ta phải khen ngợi những biểu tình này, bởi vì họ đã dám đứng lên nói lại chống cho bất công và phải điều tra vụ này tới chốt. Và riêng cái người anh trai của nạn nhân đó, yêu cầu mọi người là đừng có chặn cái chỗ mà chơi bóng rổ đó, đừng có đến những cái chỗ cơ sở thương mại để mà biểu tình để người ta làm ăn. Nhưng tối ngày hôm qua đã có 200 người đến biểu tình tại hội đồng thành phố, và đến những cái cuộc họp chính phủ yêu cầu phải điều tra vụ này cho tới nơi tới chốn. Thì thưa quý vị, đây là cái chuyện mà phong trào Black Lives Matter họ lại sống trở lại qua các cái vụ chúng ta biết từ mấy năm trước, trong vụ bắn anh chàng Michael Brown ở tại Ferguson ở bên Missouri, mà nó đè ra phong trào Black Lives Matter. Và sau đó có những vụ bắn người da đen mà cảnh sát coi như được bị xử, mà người ta nói là xử không có đầy đủ. Chẳng hạn như mới đây bên Baton Rouge, vụ mà 2 ông cảnh sát đè ông da đen xuống bắn chết, 2 ông cảnh sát được tha bổng. Thì bây giờ một ông bị đuổi, một ông tạm cho nghỉ, nhưng mà người ta rất khó chịu. Và qua cái kết quả giám nghiệm này chắc chắn sẽ có nhiều cuộc biểu tình trong những ngày tới trên Sacramento, chừng nào mà cơ quan công lực chưa điều tra cái vụ này tới nơi tới chốn. Cũng liên quan đến một vụ giết người, thưa quý vị, hôm thứ Năm vừa rồi buổi sáng ngày 29 tháng 3 có một vụ án rất là kỳ lạ xảy ra tại thành phố Tustin ở miền Nam California chúng tôi. Là có một người đàn ông chạy xe không biết tại sao leo lên lề cán chết một người đàn ông khác, cán nó văng một cái tường luôn. Xong ông này chạy một khúc mới khựng lại, thì ông này bị thương. Thì ông này lái chiếc xe BMW khựng lại trên cái đường Newport Avenue và Freeway 5. Thì cảnh sát sau đó mới đưa ông này vô nhà thương và điều tra hỏi tại sao ông lái đụng ông này vân vân. Ông này bảo tôi bị đang lái, lạc tay lái vân vân, thì họ mới đến nhà họ khám ông này có yếu tố gọi là chơi rớt hay là uống rượu, thì không có. Nhưng mà họ đến nhà ông này điều tra ở cái nhà, trên căn nhà, trên cái con đường xích ấy, thì họ lại vào trong nhà, họ phát hiện có một phụ nữ đã chết ở trong đó. À, kỳ lạ không? Tức là có một phụ nữ chết trong nhà ông này trước khi ông này cám người đàn ông khác. Bí ẩn, bí ẩn. Cảnh sát Tustin bây giờ đang phải điều tra xem hai cái chết này có liên quan hay không. Vì ông này bây giờ đang bị thương, họ sẽ phải điều tra thêm như thế nào. Đó là một cái mà lạ lùng vô cùng. Cá người ta chết mà trong nhà mình có người chết, thì không biết là ông này có biết bà kia chết hay không, mà cái chết này người ta cũng nghi ngờ nữa. Người ta nghi ngờ xem không biết là bà này chết trong lúc ông này ngoài đường, hay là ông này giết bà này rồi ra ngoài đường cán ông kia, không biết. Để người ta điều tra thế nào. Liên quan đến sổ số Mega Million 521 triệu đô la, thưa quý vị, cái sổ số này từ tháng giêng giờ không ai trúng hết. Ban đầu bao giờ là 40 triệu đô la, không trúng nó cứ lấp lên, tiền tăng lên, và tối ngày thứ Sáu vừa rồi đã tăng lên tới 521 triệu và đã có người trúng. Và cái vé số đó được bán tại trạm xăng Lukoil ở tại thành phố Riverdale ở Morris County, tiểu bang New Jersey. Vé số này mang số là 11, 28, 31, 46, 59 và số Mega là số 1. Thưa quý vị, nếu người nào trúng kỳ này 521 triệu sẽ được trả trong 29 năm. Trả dần. Còn nếu lấy lần liền một lần thì được 317 triệu, chưa trừ thuế, trừ thuế là chắc cũng còn chòm chèm 250 triệu. Sổ số Mega Million được bán tại 44 tiểu bang và thủ đô Washington DC, cũng như ở tại đảo US Virgin Island. Thì đó là chúc mừng cái người nào may mắn mua cái vé số đó ở New Jersey. Không biết là tao phải cư dân New Jersey không, hay là tại New York, bởi vì cái thành phố Riverdale này nó cách New York có 30 dặm mà thôi. Có thể là dân New York đi qua nó mua không chừng, chúng ta không biết ai trúng. Nhưng mà vé số được bán tại cây xăng Lukoil ở tại New Jersey. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới.